Quân đoàn trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, ý nghĩa của việc thành lập quân đoàn. Vinh dự, tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, của quân đội, nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, triển khai các hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.